Cảm biến tiếp cận hồng ngoại E3F DS30C4NBN vàng. Với điện áp hoạt động là từ 6 đến 36V DC, cùng khoảng cách phát hiện vật cản là từ 10 đến 30cm, mà sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại với hai mắt cảm biến, nhờ đó mà xác định được khoảng cách với vật cản để cho ra phản hồi nhanh. Và khoảng cách nhận dạng của cảm biến có thể thay đổi tùy ý bằng một biến trở sau lưng cảm biến. Và trên cảm biến sẽ có ra ba đầu dây, gồm hai dây nâu và xanh tương đương với dây dương và dây âm của thiết bị. Một dây đen chính là dây truyền tín hiệu kích, và dòng kích ở ngõ ra khoảng 300mA. Và mặt sẽ hỗ trợ ngõ ra dạng NBN. Khi không có vật cản thì ngõ ra sẽ ở mức cao, khi có vật cản ngõ ra sẽ ở mức thấp. Phía sau cảm biến sẽ còn có một đèn LED báo sáng mỗi khi có vật cản. Và chất liệu cảm biến của chúng ta sẽ được làm bằng nhựa, tuy vậy mà vẫn đảm bảo được độ bền nhất định trong quá trình sử dụng. Và để xem được các thông tin chi tiết khác cũng như thông số kỹ thuật, sơ đồ lắp đặt và video hướng dẫn, các bạn có thể truy cập vào đường dẫn ở phần mô tả video hoặc tìm kiếm với mã của sản phẩm, và đặc biệt các bạn có thể quét mã QR ở bên trên để truy cập dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.